Đóa hoa này có hiến tặng gì của riêng nó cho đời chăng? Không. Vì sao? Vì đóa hoa này được làm từ những thứ không phải nó. Trong đó có mặt trời, oxy, dinh dưỡng, đất, nước, sự chăm sóc, vân vân. Nó là một sự biểu hiện của rất nhiều những thứ làm nên nó. Ta có hiến tặng gì cho đời chăng? Không. Vì sao? Vì ta đến đây tay trắng. Ta lấy rất nhiều thứ của cuộc đời. Và ta chỉ cho đi một phần rất ít ỏi trong rất nhiều phần mà ta lấy của cuộc đời. Và ta gọi đó là từ thiện, là cho đi, là chia sẻ. Trong hành động mà ta cho đi chia sẻ đó, thực chất ta đã nhận lại rất nhiều. Ấy là nhận cái phước nhân. Cho nên khi mà mình tạo một cái phước nhân, đừng tự hào, tự mãn, tự kiêu, tự ca rằng mình là người tốt, người hay, người cho đi. Vì như thế mình đã làm tổn phước báo do sự hưởng thụ của cái tôi tự hào mình rồi. Nên âm thầm khiêm tốn, bởi vì trong cái cho đã có cái nhận. Chứ bao giờ mình cho đi một cái gì cả, mình chỉ chuyển một số thứ của một số người cho một số người khác kém may mắn hơn. Mình chiến thắng trên thương trường là bởi vì một số người khác thiếu phước báo hơn mình, họ phải thua cuộc trong cái cuộc chiến thương trường ấy. Và mình lấy cái số tiền đó, mình đi cúng dường, mình đi chia sẻ, mình đi bố thí. Một cư sĩ giàu có muốn vị thiền sư phải cảm ơn khi ông ta cúng với một số tiền lớn để xây chùa. Vị thiền sư lắc đầu và không cảm ơn, mà nó còn nói ngược lại là ông nên cảm ơn tôi mới phải. Bởi vì vị thiền sư dành cả đời hy sinh, không còn tranh chấp trên thương trường, cho nên không còn vì một ai đó thua trận để cho mình chiến thắng. Cho nên cả cuộc đời của vị thiền sư là đã bố thí và hy xả. Công đức nó lớn hơn với một đại thí chủ dù cúng bao nhiêu tiền vàng, nhưng cái tiền đó cũng là do chiến thắng từ một kẻ thất bại trên thương trường. Thì cái công đức của cái người cúng dường một lần đó làm sao bằng được công đức của một người cả đời trong mỗi khoảnh khắc họ sống như là cách cho đi. Mình cho đi chưa phải là cách của mình sống, thì chắc chắn phước đó của mình sẽ không bằng một người họ sống bằng cách cho đi. A Di Đà Phật.